Nhép đi. Hấp hối. Thư à, đây Thư đến rồi kia nữa. Đây. Ô kia nó làm sao đấy? Ôi cái gì này sao lại ruột mề ra thế này? Thì nó bị chém đi, nó bị. Trời ơi, mày đâu đấy? Bây giờ bị này. Tôi Kiên Chổi xin chào tất cả mọi người. Tôi Hiếu Vế Lộc chào tất cả anh em. Ok anh em ạ, chào mừng anh em đã đến với clip tiếp theo này của Kiên. Thì hôm nay là Kiên lại làm một clip mình sẽ chôn con người yêu cho anh em cùng xem. Chôn gì? Chôn gì? Hôm nay là tôi sẽ, hôm nay mình vừa mới mua được một ít gọi là lòng anh em ạ. Đây. Luộc à. Lòng loan hay lòng già đây? Lòng loan không? Kinh quét, bỏ xuống đi. Kinh cái gì? Đây này. Lòng này thì lát nữa thì mình sẽ giả vờ như kiểu là mình bị kẻ xấu hãm hại, bị đâm ấy. Đấy, bị trọng thương ấy. Đấy, để xem mình sẽ chôn người yêu để xem phản ứng của người yêu như nào nha anh em nhá. Đấy, mang cả tiết nữa à? Cả tiết. Đây này, từ từ. Đây bây giờ mày. Bây giờ anh em bây giờ nhá. Bây giờ là phải rạch kéo này ra, đúng không? Rạch kéo ra, cho kéo đây ra. Cho bụng. Rạch cẩn thận. Căng nhá. Rồi. Đây ra rồi. Đấy, đúng đấy, luôn. Bây giờ phải nhồi lòng vào anh em ạ. Nhồi lòng vào đây. Vì máu nhanh lên, nó đông máu rồi. Đây mình sẽ bóp cho máu vào đây em ạ. Đây máu giả nha anh em nhé, đây máu giả nhá. Mình sẽ thử lòng người yêu. Đây, bôi tí ra chân này. Đây, phải bôi tí vào tay của tôi chứ. Đây. Kiểu tôi che vết thương bạn này. Rồi đây này rồi. Đấy. Được chưa, giống chưa? Ôi này, sống lắm, thề luôn đấy. Vứt đi. Thư nhìn thấy kiểu này chắc là ngất luôn. Ngất. Thả đi nào. Gọi điện cho Thư đi. Bây giờ mày gọi điện cho người yêu tao đi, xong này bảo người yêu tao ra đây, bảo có hai thằng nó vừa oánh vào đây nhá. Okay. Bảo loại ruột rồi, bảo loại ruột nhá. Loại ruột luôn à? Ok. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho Phạm Thư mọi người nhá. Mẹ tao chui đầu vào trong cả cột cô điện. Nhét đi. Hấp hối. Alo Thư à? Thư ơi, Thư ra đầu ngõ đi, Kiên bị làm sao này, nó cái ruột này. Làm sao? Cái gì mà bị lòi ruột á? Nó bị hai thằng nào đánh ý. Đây là nó hết cả ruột đây này. Ra chỗ đầu ngõ đi, đối diện cái quán tàu hóa ấy. Đi lên. Nhanh nhá. Thằng kia nó đau lắm rồi này. Nhanh nhá. Nhanh lên. Đã không ra khỏi. Tí nữa bảo. Chắc đang sao rồi. A few moments later. Ôi, làm nào bây giờ? Thư à, đây Thư đến rồi kia nữa. Đây. Ô kia nó làm sao đấy? Ôi cái gì này sao lại ruột mề ra thế này? Thì nó bị chém đi, nó bị. Trời ơi, mày đâu đấy? Bây giờ bị này. Trời ơi, làm sao này, máu mẹ nó tét này hả? Hiệp ơi làm nào ấy Hiệp? Thì không biết giờ làm nào giờ. Ôi sao lại lòng mề ra hết này? Này sấm nào được, con ông Kiên. Chết rồi, thấy Kiên chưa? Chưa gọi. Đi thấy đâu nhở? Nào Kiên ơi, đứng thẳng lên. Mày này. Điên này, mày bảo mày ở nhà rồi, mày không chịu ở nhà mà mày đi đến tay anh Tinh. Alo à? Anh ơi, cho em một xe cấp cứu đến đâu ạ? Đây là đâu? Rồi chứ rồi cũng sao không nhớ rồi. Đây là đâu? Đây đâu ấy? Chỗ Đẹp Sơn, cứ bảo đến Đẹp Sơn đi. Cho em một xe cấp cứu đến Đẹp Sơn. Ôi giời đang đến đây rồi ôi. Ôi trước đâu không qua khỏi rồi. Ôi đây cái dao này. Hai thằng vừa nó đánh này, nó vừa đánh này. Ôi. Chém thêm cho mày đến nữa ấy. Kiểu này chắc không qua khỏi rồi. Bây giờ phải dìu nó đi. Thư. Giờ bế nó lên xe đi. Chứ để này là nó ấy đấy. Chồng với trả con khổ thân thế này rồi. Chảy bao nhiêu máu này. Bị thằng nào? À, thì không biết, hai thằng đi xe máy. Thằng nào đến chém chết nó luôn đi. Đầu quá. Mày đừng ngủ ra. Cấm ngủ ra. Trời ơi, khổ thế không biết, nói hết thằng ruột gan này. Thằng này nói ruột này chắc nó không qua khỏi đâu. Thằng này chắc nó không qua khỏi đâu Thư ạ. Rồi, nó không qua khỏi thì Thư là giả với ai? Gì yêu thằng khác, thiếu gì thằng này, trai thiếu gì. Thằng này bị mỗi thằng ruột mề hay là bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ phải cháu gì? Tao đâu nữa không? Trời ơi. Bây giờ là hơn 4 giờ, kéo khi đợi nó 15 phút nữa nó... Trời đất ơi, chân với cả tay, lòng mềm bây giờ làm nào bây giờ? Để cho đi viện nhá, để... Thôi đi viện thì viện. Bây giờ nó nổi ngóng này sao mà sống nữa. Hơn mà. Thưa, bây giờ ra cái chỗ, cái quán thì nó bán... Rồi bán khoan tài đây, ra mua một cái. Điên à? Chứ bây giờ nó không qua đâu. Nhìn nó này. Trời ơi. Tại nó khóc rồi này. Ôi bố trí ra mua luôn khoan tài nó đi, không bây giờ kiểu này nó cho mà. Để kiểu này nó đau lắm không mà. Ôi chết rồi, cô thai chết rồi. Ôi đồ xong rồi. Ôi nó dẹo rồi. Ôi em ơi, cứu hộ thư đấy. Ôi chết rồi. Kiểu này dẹo rồi. Kiên ơi, dậy đi. Chết rồi, sao rồi? Tim ngừng đập rồi. Kiên ơi, dậy em nào. Thế mày giấu vàng đâu để tao có gì tao bán hộ cho. Gì có vàng. À, thằng này nó bảo nó kể mà có vàng hả? Cứu người yêu thư hộ thư với. Được, thằng này nó ruột này nó không cứu đâu. Tao sắp không qua khỏi rồi. Mày ở nhà mày trông hộ tao. Thôi để tao yêu nhá. Thôi để tao trông hộ người yêu mà cho. Mày điên à? Ôi thằng này tao không qua khỏi đâu. Nó sắp không qua khỏi đâu. Mày ở nhà mày trông hộ tao con người yêu tao nhá. Rồi yên tâm. Thôi bây giờ. Em ơi cứu Kiên hộ tư với. Kiểu này lôi ruột tay nha, nó không sống đâu. Thôi mày làm đây nhá. Để thư gọi điện cho. Ôi sao lòng cũng dài này. Thư tư để đấy chân mẹ ra rồi bây giờ. Để yên vào đây. Đâu có gì đâu. Nó treo rồi. Treo kia quay đi. Mày là bắt đầu mày làm trò là gì ấy? Quay đi mày. Ủa sao kia rồi? Sao này? Làm thực quá đây. Làm thực của mày à? Lòng của mày. Để xem nào. Ủa sao? Mày đã bắt đầu làm trò gì đấy? Quay chôn clip thử làm cái hiện lọc quay này. Quay này. Sao không? Chơi đùa thôi. Anh em ạ, sắp khóc rồi tôi phải ấy dậy luôn khóc. Ôi mà cứu người ấy gọi cả cấp cứu rồi. Gọi chưa? Cấp cứu rồi, người ta đang xuống rồi này. Chơi ngu. Yêu bảo người ta hủy đi. Chơi ngu. Thôi Kiên mày bảo tao trông hộ thư mà bây giờ trông luôn á. Được không? Mày đánh rồi đi. Ok anh em nhá. Anh em xem clip của mình rồi thấy hay anh em nhớ like, share đấy. Về đi anh em, chơi clip đùa thôi làm gì? Này sống khỏe mạnh này. Vẫn sống mà. Đây bình thường. Đây. Các thứ ở dưới đây có bị sao không? Không, treo ra đây lọc gà. Đây lòng lợn. Ôi. Trời mưa rồi anh em ạ, trời đổ mưa luôn. Chắc là biết là mình bị ám sát nên hôm nay trời đổ mưa luôn. Ông trời có ngọc. Thôi đi về. Lại trơn vớ va vớ vẩn. Đi về. Lấy xe. Thôi. Từ người ta lấy xe thì như con sư tử vàng lòng về này cầm về tối sau dưa cầm về rửa đi tối sau lòng kia đấy kinh như thế ghê quá cầm lên về sau dưa ok anh em nhá bye bye anh em.